Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu sao cho thật đẹp. Bây giờ chúng ta cùng bắt đầu nhé. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tô màu nhé các bạn nhé. Chụp mấy cái mà phục màu quá à? Phục màu. Đây. Đi cầm mạnh à. Chỉ giáo tìm cô trong lòng cố phải tìm được gì. Ngọt mò đấy các bạn. Muốn tải về cho tôi nhỉ. Cái quay này không quay được à? Quay được ngang đâu? Đấy, nhìn này đang xem này. TikTok á? Ừ. TikTok quay nào được ngang? Dạ. Nhìn mấy em xem thẳng này thôi, không thấy xem ngang ngang mới thích. Xem like thì xem được ngang. Xem like được ngang được à? Ấn vào trong ư? Ấn vào xem like. Đấy, có chú góc cái ghè ấn ngang. Đây à? Trên. Đấy. Được rồi, ấn chỗ comment đi kìa. Ấn bên cạnh. Đấy. Thấy cái kia đi. Thấy giới gửi sao. Cái lồ tao nó xem lại là giả điếu luôn. Điếu. Xem nó là chim bấm cái su. Có hội đó, vừa mới nói sao mà hội yên phú đó. Có con mai gì đúng không? Ừ, con lạng. Nó biết là ra mà. Chỗ này là có hổ. Nhưng đi lại. Thì đấy là một con gấu. Này đi lại đâu vậy? Đây là hồng đấy. Này cơ mà. Này con điếu bia để chị. Mẹ tao biết, tao biết. Có chịu ấy lồn mẹ đang ngồi suy bập ba bập bình xuống ghét con này. Nhưng mà lại đâu có cái tự à. Vậy là mình ra đi tô màu xong nha các bạn nhé.